cái sự việc nó xảy ra trên cầu Dusky này. Trên thực tế là đã có nhân chứng, người đã ở đấy khi mà cái sự việc xảy ra. Và cái bức ảnh này đã được chụp bởi nạn nhân, đã được bức chụp bởi nhân chứng. Nên là cái bức ảnh này nó cũng làm lại rất là rõ lắm này, nhìn rất là chi tiết luôn này. Và nó nên là đúng là mình quyết định là mình làm mờ này rất là hay, bởi vì nó nhìn thấy rõ được cả cái bức ảnh ấy. Và bức ảnh này nó chỉ ra là nạn nhân trên thực tế đã đeo một cái khăn quàng thường ngày. Và mưa đã thực sự là đã đổ xuống vào ngày đấy á. Thật là không may, là nó cũng tương đối khó để mà nhìn thấy chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nhưng mà dù sao chăng nữa, nạn nhân đã đâu kẻ tội phạm đã đẩy nạn nhân xuống, đã đẩy đẩy nạn nhân từ đằng sau và đâm cô ấy từ sau lưng. Đó chắc là lúc cái khăn quàng nó đã rơi xuống, rơi ra. Hừ, hãy nhìn vào cái bức ảnh xem. Nên là anh ấy vẫn cầm cái quả tạ này. You really get the sense that we về. Khi mà tôi nhìn cái này tôi cảm giác là cái cầu này thực sự rất là cao. Nó đã khoảng 40 feet. 40 foot drop from the bridge to Eagle. Chắc mình nghĩ tầm 10 mét. 40 foot. Kiểu 40 foot feet đi. Từ bên anh. Nó là cái khoảng cách là từ 10 mét. Chắc mình tầm hoặc là 40 feet. Từ cái cầu xuống cái sông bên dưới. Anh Edward. Ai là người đã chụp cái bức ảnh này vậy? Hãy cứ nói rằng là đây là một cái người cái người số 3 đã ở hiện trường vụ án. Một cái nhân chứng sao? Thế liệu cái người này có ở phòng xử án không? Cái gì nhỉ? Well, họ nói rằng họ thực sự không muốn khai một chút nào. Cái người mà chúng ta đang nói đến đây là rất là mỏng manh, thưa thẩm phán. Bên cạnh đó, chừng nào mà chúng ta có cái bức ảnh này là chúng ta không cần có một cái lý do nào để gọi họ lên để khai cả. Bên ông này không biết, nên tôi không chắc là tôi cảm giác là tôi cảm thấy thế nào về vấn đề này. Nên là bác này có sự là sức hay nói kiểu này. Là như ngài đã thấy á, Terry Forrest đều có cả động cơ và có là cơ hội để gây án. Tôi đã nghĩ là đó đã là cái điểm rất là rõ để chỉ ra những cái gì đã xảy ra ở trên cái cầu đấy. Hừ. Sự thật đã rất là rõ rồi với tôi rồi. Ông này lại bắt đầu điên lên. Hả? Phải, nó đã quá rõ ràng. Là anh ấy rõ ràng là người có tội. Không phải cái gì à? Không phải thế nữa chứ. Thật là không công bằng một chút nào. Tôi còn chưa làm cái phiên chất vấn mà. Ý của ông là sao khi ông nói hừm? Trong trò này là ai cũng bắt nạt cái bên biện hộ. Cái sự việc trên cầu Dusky này, trên thực tế là đã có cái nhân chứng người đã ở đó khi mà sự việc xảy ra. Hold it. Ai là cái nhân chứng này? Cô ấy là một học sinh. Cô ấy là một sinh viên đại học. Một sinh viên đại học nữ. Đúng rồi. Ý của cô ấy là một cái người phụ nữ và một sinh viên đại học. Cô ấy không được tốt lắm khi mà xuất hiện trước mặt mọi người. Nên là tôi thay mặt cô ấy để khai cho cô ấy. Nên là tôi thay mặt cô ấy để nói lời khai. Có thể là như vậy, nhưng mà bất át từ nhưng mà làm một cái luật sư biện hộ, tôi có quyền để mà tôi hỏi cô ấy. Kể là tôi chất vấn cô ấy. Objection. Là gì nhỉ? Trong thời điểm hiện tại chúng ta không cần thiết phải nghe cái lời khai của nhân chứng á.
là tất cả là như vậy. What that cái điều này là nghĩa là sao? Bên công tố có, bởi vì là bên công tố có một cái bằng chứng quyết định khác. Và cái vụ án này không cần thiết phải dựa vào những cái lời khai không không xác thực à của một cái cô sinh viên đại học nữ. Một sinh viên đại học sao? Ý của cô ấy là it means she is a female and the college student. Và cô ấy là nữ và cô ấy là sinh viên đại học thưa ngài. Nếu mà ngài thực sự muốn nghe cái lời khai của cô ấy, à đó, nếu mà cô thực sự muốn nghe cái lời khai của ấy, cô phải đưa tôi cái lý do cô phải đưa tôi cái lý do rõ ràng là tại sao. Please tell me about more decisive. Xin hãy kể cho tôi thêm cái bằng chứng xác thực này đi. Là bằng chứng quyết định nhé. Bằng chứng quyết định là cái bức ảnh này. Bức ảnh này đã được chụp bởi cái nhân chứng và chỉ ra được nạn nhân đã đeo cái khăn quàng thưa ngài. Hold it. Nạn nhân trên thực tế đã đeo cái khăn quàng cho bức ảnh, đúng rồi. Thế là cái nhân chứng người đã chụp cái bức ảnh này. Thế là cô ấy đã làm cái gì trên núi vậy? Cô ấy trên thực tế là cô ấy đang chụp những cái bức ảnh của hoa ngoài thiên nhiên. Và bởi vì là trong thời điểm đấy là có rất là nhiều cái loại hoa ở cái ngọn núi đấy. Và có rất nhiều cái loại hoa không bình thường. Kiểu là chắc là gọi là loại hoa đặc biệt ở cái núi đấy, Cô Phây. Là những người này thường hay có nhiều người thường hay loanh quanh ở cái vị trí này. Bởi vì là họ nói là có nhiều tin đồn là nhiều cái kiểu nhiều linh hồn là người ta sống ở đây. Nhiều linh hồn sao? Bây giờ anh nói đến đấy thì cái bức ảnh này thì cái có một cái lớp kiểu như là mây mù và làn sương này. Liệu đây có phải là ma không à? Tôi không thể tin được điều này. Không là gì à? Không phải đâu, thưa thẩm phán. Tôi không nghĩ đó là ma. Đó chỉ là cái ngày đấy là nó trời mưa. Trên thực tế là nó cũng hơi khó để mà nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Hold it. Mưa sao? The rippling. Phải rồi ạ. There were lightning rain coming down. Có nghĩa là mưa nhẹ. Thế phải rồi, đã có một ít mưa nhẹ vào thời điểm đấy. Và hô cả cái chỗ này thì đều phủ bởi một lớp mưa. Kiểu là rim rizzy à. Nên là nó có một cái kiểu như là nó có một cái lớp sương mờ hay là kiểu như là một cái nhưng mà nó không kiểu như là cái hình trong bức ảnh là nó không được mờ ảo như là cái không khí trong phòng này phòng hiện tại đâu. Kiểu là nó cái là kiểu là rim me look like a cold front that move in. Là có vẻ như là cái hơi lạnh là nó vừa di chuyển vào rồi. Từ sao thì anh này lại bắt đầu là kiểu như mấy cái joke rất là hài. Kiểu không ai quan tâm. The point in this area is quite drama even some fog. Nên là cái điểm mà anh tắm từ anh nói là cái nơi này nó vẻ rất là ướt này. Và trên thực tế là nó còn có một ít sương mờ đấy. Và nếu mà tôi bị trượt chân và tôi ngã từ cái cầu này xuống thì nó thực sự là một cái chuyện gì rất là rất là nguy hiểm để mà xảy ra. Dù sao chăng nữa, kẻ tội phạm đã đẩy nạn nhân từ đằng sau và đâm cô ấy từ đằng sau, đâm cô vào lưng nhé. Liệu đây cũng là một phần của lời khai, liệu đây là một phần của lời khai của nhân chứng? Vâng, tất nhiên là vậy. Hắn ta đã đẩy nạn nhân là một cái rất là mạnh từ đằng sau và cô ấy đã ngã xuống right on her stomach. Và có nghĩa là cô ấy đã ngã
xuống ấy, ngã sấp người xuống. Tôi cũng tin rằng cái chuyện này đã xảy ra với bản thân của mình. I will really, tôi đã chóng hết cả mặt. Có phải là ông đang nói là nhìn thấy một ai đã bị đẩy, hoặc là ông là người đã đẩy người đấy? Doesn't mean that you push someone down like that one. Hoặc là có nghĩa là ông đã đẩy một ai đó xuống. With his mind bobbling tail and he say that brutal, I wonder he Canadian. Với cách nói của ông ấy, mình đoán là không biết ông ấy phải người Canada không. You save your nasty look for the right. Hãy để dành cái kiểu là cái nhìn sát thủ của em cho người khác đi, cho đúng người đi. Hãy nhìn kỹ đi, poor baby. Cái call report cũng có thể như là đang ướt át. Ok, cái này là chúng ta sẽ là cái đoạn cuối cùng. Hình như là chúng ta sẽ phải đưa ra cái chỉ ra một cái gì đó ra. Cái gì mà mình đã xem lại. Nên là cái đoạn là cái điều mà chúng ta cần đẩy vào là cái chúng ta, đây là cái đoạn mà hành động hình như là rất là mạnh của anh cảnh sát, là cái hành động mà nạn nhân đã đẩy từ đằng sau và đâm cô vào lưng. Nên là cái chỗ này là bởi vì là cái chúng ta sẽ phải đưa ra cái bức ảnh của nhân chứng đó. Chúng ta phải đưa ra cái là bức ảnh của cái xác ở trong cái cốp xe này của cô có gì nhỉ? Cô Valentina. Trong cái thời gian của vụ giết người của vụ án á. Thật là đã có một trận mưa nhỏ đúng không? Phải, nó còn có rất là nhiều xương nữa. Nên là về cơ bản là cái không gian nó rất là kiểu như là âm u và ẩm ướt. Well, tôi có bằng chứng đây, nó đã không giống như là có cái kiểu là cái cách ẩm ướt vậy. Tôi có cái bằng chứng chỉ ra nó nhìn không gian là không thực sự ẩm ướt như mọi người nghĩ. Đây là cái bức ảnh của xác chết của nạn nhân đã được tìm thấy trong cốp xe này. Nên là khi mà chúng ta đối chiếu với cái hiện trường vụ án á, thì là có một cái gì đó không ổn lắm. Hãy chỉ ra đó, ý của cô là sao? Hãy chỉ cho tôi là cái điều gì không ổn đi. Nhìn vào cái bức ảnh này có một cái gì không? Nên là chúng ta sẽ chỉ vào cái phần áo trước của cô ấy. Là như kiểu cái lời khai của anh kia là bị đẩy xuống, nằm sấp mặt xuống ấy. Xuống cầu ấy thì nó sẽ phải bị ướt và nó có bùn nó kiểu ấy. Trên đấy là cái câu trả lời là nó ở đây. Mà cái áo choàng của nạn nhân sao? Là chừng nào mà tôi cần thấy ấy, thì nó chẳng có gì lạ, thấy cảm thấy lạ cả. Đó chính xác là cái gì mà nó lạ thường ở đây. Hãy nhớ lại cái lời khai xem là cái điều kiện của trên cái cầu đấy là vào cái ngày đấy là như thế nào. Nó là đã mưa và nó có sương mù đúng không? Nên là trên thực tế là cả cái cầu này nó bị ướt. Và nếu mà nạn nhân đã thực sự và ngã dốc xuống á, ở trên cầu đấy á, thì ở trên là phía trước cái áo choàng cô ấy chắc phải có bùn chứ. Đó là chính xác là như vậy. Và có một ngày khác tôi ngã một phát xuống bùn và cái bộ râu là hoành tráng của tôi đã bị dính là đã bị vấy bẩn. Objection. Tôi phải thừa nhận là mà cái hiện trường vụ án nó tương đối ướt vào ngày đấy. Tuy nhiên là đây không có nghĩa là trên cầu đấy, trên cầu thì nó có bùn. Nếu mà instead of muddy street, nếu mà ngày thẩm phán bị trượt chân và ngã trong cái nhà tắm thay vì là một cái con đường bùn đất, thì cái bộ râu hoành tráng của ông cái gì, cái niềm tự hào của bên của cái gì
của là niềm tự hào của bộ máy pháp luật à, cũng sẽ bị ướt chứ không phải là bị bộ tính bùn. Nên là ông này là kiểu như có biệt danh là bộ tơ hoành tráng của bên kiểu bộ máy pháp luật rồi. Thật không may là tôi chưa kiểm tra cái vấn đề đấy, chưa kiểm tra cái vấn đề đấy á. Tuy nhiên là cái điều mà anh nói ra cũng nghe cũng tương đối là hợp lý. Liệu cô có thể chứng minh được cho tôi là ở cái thời điểm đấy là trên cái mặt cầu nó thực sự là có bùn không? Cái mặt của cái cầu sao? Hả? Real man will stand for tall. Người đàn ông đích thực sẽ không bị dính bẫy ấy, bởi vì cái lời kiểu như lời kiểu như lời nói khích như thế. Ngay cả một người đàn một người phụ nữ đích thực cũng nghĩ như vậy. Người phụ nữ đích thực. Tất nhiên là tôi có thể. Đây là cái bằng chứng mà chứng minh là cái mặt của cái cầu đấy là nó có vết bùn, là cái khăn quàng. Thích ra. Cái bằng chứng này à, cái khăn quàng. Á. À, nên là nó đã chỉ ra rất là rõ ràng là cái khăn quàng nó rơi xuống cầu và nó đã dính bùn. Là điều này đã chỉ ra rõ ràng là trên cầu này nó đã có dấu hiệu của nhiều đất và bùn. Thằng này cái phần chống đòn của nó lói cả mắt à. Mình không thể là bị thua bởi vì một cái người mới được. Hey, cậu cũng là vậy, vậy bắt đi. Cái dính đòn. Cái phán đoán của cô Faye à, cũng rất là nghe cũng rất là hợp lý đối với tôi à. Objection. Tôi cũng phải thừa nhận là có nhiều cái điểm mâu thuẫn giữa cái điều kiện cái áo chủ cái gì? Cái áo choàng của nạn nhân à, và cái khăn quàng cô ấy. Tuy nhiên, cái câu hỏi thực sự ở đây là tại sao lại có nhiều cái điều mâu thuẫn như vậy? Có trong mỗi điều mâu thuẫn à? Chắc chắn là có một cái sự giải thích nào đấy. Thầy nó lại chỉ tay à? Let's look at the explanation. Hãy nghe cái lời giải thích của của cái vấn đề này thôi. Thôi nào. Được thôi. Trên thực tế là nó không có vẻ như là hắn ta cho mình một cái lựa chọn nào cả. Em làm cũng tốt lắm á. Con mèo nhỏ. Amando. Là cho dù cái thằng này nó nói cái gì à, thì tất cả những cái mâu thuẫn nó đều sẽ đến được một cái là sự nói dối, là lời nói dối. It is a... Dù nó là cái xác của nạn nhân được phát hiện trong cái cốp xe, hoặc là cái bức ảnh mà của nhân chứng á, đã chỉ ra là bị cáo và nạn nhân à, nên là có một cái lời nói dối nào, một là trong cái cốp xe hay là cái bức ảnh này ấy. Hoặc là cái lời khai của nhân chứng ấy. Thì that's that we saw the moment. Đó là lúc mà cô ấy nhìn thấy cái thời điểm của cái vụ giết người. Đó. Hoặc là cái lời khai của nạn nhân trong cái thời điểm mà cô ấy nhìn thấy cái vụ giết người. Nên là về cơ bản là có hai cái. Nên hãy bình tĩnh và nghĩ lại xem à. Nó rất là đơn giản thôi phải không? Cái bằng chứng giả mạo là một trong những ba cái đấy á. Lời khai này, cái bức ảnh trong cốp này, và cái bức ảnh trên cầu này. Cái gì? Anh vừa nói cái gì nhỉ? Tôi không chắc là tôi thích điều này. Và đó không phải là cái, đó không phải là tôi thưa thẩm phán. Đó là cái gã mà nghiện cà phê đang đứng ở đây này. Tòa mà không có một cái thói ở đâu. Tòa đã không có thói quen để chấp nhận những cái bằng chứng giả mạo. Cậu biết điều này phải không?
hãy nói điều này với cậu ấy, thưa thẩm phán, là cậu ấy là người đã cố gắng đưa cái bằng chứng giả mạo vào trong tòa. Ơ, thế bằng chứng giả mạo nào? Thuyên. Nhưng mà chúng ta sẽ không để cậu ấy làm điều này. Chúng tôi sẽ bóc phốt cái bằng chứng này. Phải, bằng chứng giả mạo trong cái vụ án này là... À đâu, cái bằng chứng giả trong cái vụ án này là cái bức ảnh của nhân chứng á. Hay là cái xác ở trong xe này. Hoặc là lời khai của nhân chứng á. Nên là chúng ta sẽ nói là cái lời khai của nhân chứng ấy. Bởi vì là trên thực tế là nó sẽ có ba cái điểm này nó bất đồng với nhau ấy. Nên là chúng ta sẽ có một cái gì đó sai trong ba cái này, chúng ta sẽ nói là cái lời khai của nhân chứng. Chứ anh Edward, anh lại đời nào mà anh đi anh giả mạo chứng cứ. Có nghĩa là chúng ta biết là Edward là không giả mạo chứng cứ từ cái tập số 5 ấy. Các kiểu ấy. Chứ thằng này nó về cơ bản nó không phải nó kiểu muốn giả mạo chứng. It was no brainer. Rõ ràng là cái lời khai của nhân chứng là có vấn đề ở đây. Trong cái lời khai trước của anh ấy, thám tử đã chỉ ra một cái thông tin rất là quan trọng. Làm nạn nhân. Có nghĩa là cái anh thám tử, cái anh thay mặt cái con kia, anh ấy nói lời khai ấy, là kẻ tội phạm đã đẩy nạn nhân từ đằng sau và đâm cô ấy vào lưng. Bây giờ là cái lời khai testimony exactly what the... đây và cái lời khai này liệu có chính xác là những cái gì mà nhân chứng đã thấy không phải đó là những cái gì mà nhân chứng đã kể với chúng tôi. Nên là anh này anh thay mặt có nghĩa là nói cái lời khai này đã có đầy lỗ, bởi vì là cái áo choàng của nạn nhân đã không hề bẩn một chút nào. Đúng là nhìn có vẻ như vậy. Nó không phải là sự thật. Đó, it not the truth. Đó không phải là chỉ là không thật mà đó là sự thật. If there truly decisive witness. Nếu mà thực sự đã có một cái nhân chứng quyết định trong vụ án này. Thì anh đã đoán là cái thằng bé kia nó cũng đã phải gọi họ là ngay lập tức rồi ạ. Thưa thẩm phán, bên bị cáo yêu cầu được chất vấn cái nhân chứng. Và những cái lời khai hiện tại vừa đưa ra cho đến thời điểm hiện tại là quá mờ nhạt. Và nó chứa đầy nhiều cái mâu thuẫn nữa. Anh Edward, có vẻ như là chúng ta cần phải nghe từ cái người nhân chứng bí ẩn của anh à? Thở dài. Là mọi người chuẩn bị đi, à đâu, cô nên chuẩn bị đi. For the brutal, cho cái sự thật tàn nhẫn. Tư thẩm phán bên công tố không có ý định nào giấu nhân chứng trước tòa quả. Chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị... cái nhân chứng của tôi là bất kỳ lúc nào. Rất tốt. Xin hãy gọi cái nhân chứng của anh đi. That was what Mr. Edward said the kind of word. Những cái gì mà Edward nói đã khiến mình phải lo lắng một chút. Ý của hắn ta là như thế nào khi mà là cái sự thật tàn nhẫn. Bây giờ hãy hãy nghe cái lời khai này. Anh Edward, hãy nói đi. Cảm ơn thưa quý tòa. Bên công tố muốn gọi cái người phụ nữ đã nhìn thấy cái sự kiện và vợ là cái người phụ nữ đã nhìn cái sự kiện vào ngày đấy bằng chính cái đôi mắt của mình ấy. Đó, đây là cái đấy Mia. Cái cuộc chiến sẽ bắt đầu từ đây à. Nhân chứng. Tên của cô, hãy nêu tên và nghề nghiệp của mình.
Nên là một lần nữa là chúng ta lại gặp cái nhân vật này. Gì đây? Cái ông này lại bị mê hoặc à? Mọi người đã im lặng và mình có thể nghe thấy tiếng tim của họ bắt đầu đập nhanh hơn. Cái gì đây? Oh! Kiểu ông ấy nhìn mấy gái ấy. Khi mà tôi nhìn thấy cô à, tôi không biết phải nói như thế nào. Cái gì? You look at quarter at a double and double là donut hole đấy. Tôi cảm thấy là tôi cảm thấy là đã rất là thuyết phục à. Tôi thực sự mong muốn và có thể sẵn và có thể sẵn sàng để đưa ra cái bản án quyết định của mình ngay khi mà tôi có thể cắn vào cái đấy á. Ông này miêu tả như cái con này là như một cái miếng bánh, nó rất là ngon đấy. Rồi này, bình tĩnh đã, không nhanh như vậy đâu. Thở dài, như tôi đã nói trước đây, cái nhân chứng này là một cái con người rất là nhạy cảm và rất là mỏng manh, nên là tôi phải yêu cầu tòa hãy xin phép quan tâm và hãy cẩn thận để khi mà nói chuyện với cô ấy. Phải, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh Edward. Anh thật sự là một con người. Anh thật sự là một quý ông đích thực. Cô Frey, cô nên học hỏi rất là nhiều từ người đàn ông này. Nếu mà cậu ấy là một con người là một quý ông đích thực như vậy thì hắn ta đã không có vẻ như là một người hành động như vậy, kiểu như là cái thằng kia nó hay bắt nạt chị này ấy, nên là chị này kiểu dỗi giết mày đi. Đây là lần đầu tiên của em à, nên là em chắc chắn là em sẽ mắc nhiều sai lầm à, nên là dù sao chăng nữa em chỉ muốn nói là em sẽ xin lỗi trước vì những cái gì mà em có thể gây ra. Cái gì đây? Gì à? Không sao đâu, không có gì cả, thực sự là không có gì hết. Bây giờ thì liệu chúng ta có thể biết được tên và nghề nghiệp của cô không? Tên của em là Melissa Foster, nên là ở lần này là con này tên là Melissa Foster, gì à? Melissa Foster nhé, chứ không phải là con kia. Em là một sinh viên đại học à? Một học sinh năm đầu của khoa văn học. Thì có phải cô là đã ở hiện trường vụ án á? Khi mà cái sự việc không may đấy xảy ra không à? Và cô là cái người đã chụp ra bức ảnh này, liệu có đúng như vậy không? What? Làm sao chị có thể kiểu như là bất lịch sự như vậy được? Cô thấy đấy, tại sao cô lại đẩy những cái vấn đề này mà ngay vào mặt của cô ấy được? Nhưng mà nó chỉ là một bức ảnh, nó không phải là một cái gì đó thực sự là nguy hiểm. Lần sau tôi sẽ buộc phải phạt cô đấy. Mình không thích là cái sự việc nó thay đổi đổi một chút nào. Cái gì đây? Liệu có phải con bé đang nhìn chằm chằm vào mình? Tôi là luật sư biện hộ, tên của tôi là Mia Fey. Tôi hiểu rồi, thế là cô là con này vẫn cô là. Thế thì bây giờ là cô gái trẻ, liệu cô có thể cho chúng tôi nghe được cái lời khai của cô không? Dạ thưa thẩm phán, em sẽ làm hết cái khả năng của mình. Bướm lại bay đâu ra này. Cái bức ảnh của nhân chứng đấy. Em đã sử dụng cái camera của mình để chụp một số cái bức ảnh hoa. Và sau đó là em đã để ý là có hai người đứng ở trên một cái cầu treo này. Và bỗng nhiên là họ bắt đầu kiểu đó đánh nhau à? Và lúc đó là em nhanh chóng là chụp cái bức ảnh để chỉ ra cái khoảnh khắc quyết định à? Và ngay sau khi đấy là em đã quyết định em gọi cảnh sát. By the way, they were standing where? Là cô đã đứng ở đâu khi mà cái sự việc xảy ra? Tôi tin rằng là cái bức đâu cái bản đồ này có thể chỉ ra là có thể giúp ích được trong điều này.
Em đã đứng ở ngay đây này, cái chỗ màu đỏ này. Em đã đứng ở trên một cái đồng hoa rất là đẹp à. Và nó bao quanh bởi vì những cái vực rất là hiểm trở. Thor clip vực rất là cao. Thế là cô đã chụp cái bức ảnh thế từ cái địa điểm này đúng không? Em đã mang cái camera vào thời điểm đấy á. Giống như là anh Edward, em cũng mang cái camera mà em đã sử dụng cái thời điểm này, giống như anh Edward đã bảo em. Ho ho. Một cái camera rất là đáng yêu. Nó cũng giống như là cái người chủ vậy. Camera hồng. Amelia Foster. Thế thì cô Faye à, đã đến lúc để cô chất vấn được rồi đấy. Mà tôi nói trước với cô à, nếu mà cô làm nhân chứng khóc một lần nữa thì cô sẽ phải hứng chịu cái sự trừng phạt của cái búa tôi à. Cái bức ảnh của nhân chứng đấy. Em đã sử dụng cái camera để chụp một số cái bức ảnh hoa dại. Đây nè. Cô đã nói là hoa dại sao? Phải, cái ngọn mùa núi này thì rất là nổi tiếng bởi có nhiều cái bông hoa dại ở mùa xuân à. Nhưng mà nó chỉ là tháng 2. Phải, em không thể đợi đến mùa xuân để mà đi chụp. Ho ho. Thế tháng 2 không phải mùa xuân à? Tưởng tháng 2 mùa xuân. Hình như là tháng 2 là nó mùa đông nhỉ? Tôi hiểu được cái cảm giác của cô. Nó giống như kiểu là lần đầu tiên tôi là mong muốn mọc cái bộ râu hoành tráng này của tôi. Tôi đã không thể nào đợi được. Tôi đã... Nên tôi đã không thể đợi được. Tôi... Walk a dry the blonde Santa beer. Cho đến khi mà... À đó, tôi đã đeo một cái bộ râu giả khô từ cái ông già Noel cho đến khi cái bộ râu của tôi có thể mọc được. Có một thông tin rất là ảo. Liệu ngài có thể phiền nếu mà chúng ta quay trở lại được cái vụ án không, thưa thẩm phán? Khi mà em để ý sẽ có hai người đứng ở trên cái cầu treo này. Hold it. Liệu có bất kỳ một cái gì lạ về hai cái người này không? Em là một cô gái hư. Lại em biết vậy. Có vẻ như hai người này là đang có nhiều cái cuộc nói chuyện thì rất là nghiêm trọng. Thế là em quyết định em đã nhìn họ một chút à. Like some kind of peeping Tom. Kiểu là xem giống kiểu như là nhìn lén ấy. Kiểu như em đã nhìn lén họ một chút à. Không. Kiểu là không phải vậy. Là ai cũng là như vậy mà. Tôi trên thực tế là cũng rất thích xem là những người khác đánh nhau à. Trên thực tế là tôi cảm thấy là tôi không thể xem đủ về những cái vấn đề này. Trên thực tế là đó là lý do mà tại sao tôi quyết định tôi chọn công việc này. Kể là ông này muốn xem người khác chửi nhau đánh nhau để ông thế là ông quyết định ông làm thẩm phán á. Quá nhiều thông tin tôi thẩm phán. Dù sai chăng nữa mà nó rất là bình thường khi mà cô muốn xem ai đó, cô bí mật xem một ai đó, đặc biệt là khi mà họ mà mặc đồ như thế này. Dạ vâng, dù sai chăng nữa thì em đã nhìn là những cái hành động họ rất là rõ. À đó, em đã nhìn cái hành động của họ là một cách rất là chăm chú. Mà tự nhiên là họ bắt đầu đánh nhau. Hold it. Cô có do you have any idea what you were? Là cô có biết là lý do tại sao mà họ đánh nhau không à? Dạ không à? Em đã không biết. Nhưng mà tại sao chị lại hỏi vậy? Tôi chỉ nghĩ là có thể cả cô đã nghe qua được họ đã nói cái gì à? Chưa là bắt đầu ạ. em sẽ không bao giờ. Kiểu là con này nó lại bắt đầu giống cái vụ đầu tiên ấy. Em sẽ không bao giờ lại đi nghe trộm.
Thì I got the class thật ra. Em có một ít phẩm hạnh hơn hơn những cái gì mà chị nói á. Đó đủ rồi cô phải. Đừng có kéo cái nhân chứng xuống cái level của cô. Một lần nữa lại bị khóc cả đấy. Đó là khi mà em đã nhanh chóng chụp một bức ảnh, đã chỉ ra một cái thời điểm rất là quan trọng. Hold it. Tại sao cô lại chụp bức ảnh? Bởi vì hai người họ đã bắt đầu làm cái điều đấy. Đó, đã chuẩn bị làm mà. Em xin, I always want to đó. Có nghĩa là hai bọn họ đã chuẩn bị đánh nhau hả? Kiểu kiểu thế. Nên là kể từ khi còn là một cái đứa trẻ, em luôn luôn muốn là trở thành một cái người phóng viên. Em đoán đây là một phần của em, nên là em cũng muốn chụp những cái bức ảnh như vậy, kiểu như những bức ảnh nóng sốt. Nghe là người có vẻ như là một cái lời nói dối đối với mình. Tôi hoàn toàn hiểu được cái vấn đề của cô. Ngay cả khi bây giờ là tôi cũng không thể từ bỏ được cái giấc mơ từ hồi còn bé của tôi. I still use my grandson to test my comedy routine. Là tôi vẫn thường thường gọi cái đứa cháu trai của tôi để kiểm tra cái khả năng hài hước của mình. Thế là ông ấy muốn trở thành một cái là nghệ sĩ hài Now that is not any bearing of this. Okay, can do what? Tất cả những cái gì em làm là chỉ sử dụng cái camera của mình. Và em đã chụp một cái bức ảnh, cái thời điểm rất là quan trọng, và đã đưa cái bức ảnh này cho cảnh sát. Và ngay sau khi đó là em đã gọi cảnh sát. Và cô đã gọi cảnh sát. Phải. Lúc là em giật mưa đâu. Vì có vẻ như là kẻ giết người đã chuẩn bị chạy trốn ấy. Là trên thực tế là chúng tôi đã sẵn sàng để di chuyển trước khi cuộc gọi đã được gọi đến ấy. Bởi vì là chúng ta kiểu là cái nốt của nạn nhân là chúng tôi đã bắt đầu cái cuộc điều tra của mình. Thật là một điều không may cho tên tội phạm. Nếu mà Terry Flawless trên thực tế là kẻ tội phạm, thì chắc chắn là có một cái điều gì rất lạ trong cái lời khai cô gái này. Hãy cẩn thận mèo con à. Cô gái đấy đã thu phục được cái ông thẩm phán trong cái lòng bàn tay của con bé rồi. Em sẽ chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu mà em tìm những cái lỗ trong lời khai của nó. Nên là cái đoạn này là cái gì nhỉ? Cô là police này. Hình như là chúng ta sẽ quay lại cái lời khai này khi mà em chụp được cái bức ảnh này. Took the photo at the so crucial moment. Từ từ mình xem lại xem nào. Đây là cái bức ảnh thời điểm quan trọng này. Hình như là chúng ta sẽ phải đưa cái bức ảnh ở trong cái thời điểm quan trọng này. Cái wedding photo à? Nhân chứng. Cô nói rằng là cô đã chụp cái bức ảnh này trong cái thời điểm rất là quan trọng. When you say you took the big photo of crucial moment, is that what? Bởi vì tất cả những đâu, có nghĩa là cái bức ảnh này là chụp ra cái thời điểm quan trọng. Và nhưng mà tất cả những cái gì mà tôi thấy trong cái bức ảnh này chỉ là hai người họ nhìn nhau thôi. Và cô đã nói rằng cô đã nhìn thấy hai họ nhìn nhau và chuẩn bị đánh nhau. Là bình thường đây là chính xác là những cái gì mà chúng ta nói trong nói khi mà chúng ta nói đến một cái thời điểm gì gọi là thời điểm quan trọng. Why have you present? Nhưng mà tại sao cô lại đưa ra một cái bức ảnh trông như thế này?
gì à, chị biết thấy cái bức ảnh mà chúng ta đã được có đây là cái bức ảnh mà duy nhất mà chúng ta có. Nhưng mà nếu mà cô muốn nói là cô chụp cái bức ảnh là thời khắc nó rất là quan trọng thì cái chuyện gì đã xảy ra sau đó? À, chắc cô đã phải chụp một cái bức ảnh về cái vấn đề đấy chứ. Nên là cái bức ảnh này thì trông thực sự là nó không có gì là gọi là quan trọng ấy. Nên là tôi xin lỗi cô gái trẻ. Nhưng mà cái câu nói của cô Faye trên thực tế là nó cũng có rất là nhiều cái logic trong nó. Ông ấy thực ra là đã làm kiểu như là làm nói nhẹ cái tình hình hơn rồi đấy. Kiểu như là ông ấy nói dìm hàng cái những gì mà chị Mia nói. Em xin lỗi, em thực sự là một gái hư. I use it all. Bởi vì trên thực tế là em đã sử dụng hết rồi. Em sử dụng hết cái cuộn phim. Thế là cô đã sử dụng hết phim sao? Phải trong cái vài cái bức ảnh này là cái bức ảnh cuối cùng của em. Cái gì? Nên là cái lý do của này là chụp hết phim. Thật là không may đó là sự thật. Tôi đã đích thân để kiểm tra những cái bức ảnh mà cô ấy chụp vào ngày đấy. All the photo are the witness herself. Tất cả những cái bức ảnh khác đã được chụp bởi chính nạn nhân, chính nhân chứng á. Là những cái bức ảnh này là bao gồm việc chơi đùa ở trên hoa dại. Chụp ảnh chính nhân chứng khác. Thế thì ai là cái người đã sử dụng mấy ảnh để chụp? Là chị thấy đấy á. Cái camera của em đã có cái nút chụp ảnh tự động. Chụp ảnh gài giờ. Mà cái tính năng này nó đã được tích hợp vào trong cái máy ảnh. Thế là cô đã tự chụp ảnh chính bản thân mình. I remember taking some picture of me. Tôi đôi khi tôi cũng nhớ là tôi đã tự chụp ảnh bản thân mình. Thế là cái việc mà chụp ảnh tự chính bản thân mình thì hồi xưa là một cái gì to tát ấy. Nó bao gồm máy phim này, xong máy ảnh này. Đôi khi là nó còn có cái thiết bị kèm này mà timer ấy, gọi là chụp ảnh ấy, gài số tự động ấy. Nhưng mà có một số cái máy camera khao thì nó sẽ có cái chức ảnh là gài giờ để nó chụp ấy, mà không cần cái thiết bị phụ nào ấy. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ thì nó quá bình thường. Tự chụp ảnh bản thân mình, selfie ấy kiểu gì bằng điện thoại thì nó quá bình thường. Nhưng mà cái thời này là nó có làm một cái gì rất là kinh khủng ấy. Bởi vì là cái máy ảnh hồi xưa nó đã kinh rồi, mà điện thoại hồi xưa thì rõ ràng là nó còn không có cái gì để mà chụp ấy. Nên là xin là cho tôi xin, hãy cho tôi những cái thông tin. Có vẻ như là cô phê, cái sự suy đoán cô phê đã không thực sự là thuyết phục lắm á. Đợi đã, đợi một phút. Vì cô ấy đã không có không còn phim nữa. Nên là về cơ bản là cô ấy đã không chụp thêm được một cái bức ảnh nào nữa. Cô Foster. Có thể là cô nên nói cho chúng tôi là cái có thể là cô nên kể cho chúng tôi về một cái loại cái gì, cái bức ảnh khác. Cái bức ảnh mà cái sự việc đã xảy ra bằng chính cái đôi mắt của mình. Về những cái gì cô đã thấy. Anh Edward, anh thực sự là một con người kiểu như là thơ văn. Kiểu là chụp ảnh bằng chính cái đôi mắt. Rất tốt, hãy quay trở lại cái phiên chất vấn đi. Hãy để chúng ta nghe được cái suy nghĩ của cô à, về cái vụ đánh lộn mà cô đã nhìn ra thấy. Dạ phải, thưa ngay thẩm phán. Boy, this boy is really sucker for this job. Tất cả mấy cái thằng này nó thực sự là rất là ngu và rất là dễ bị dụ để kiểu là bất kỳ lời nói ngọt ngào nào. Có vẻ như là đã có một cái con mèo khác trong phòng đã thu hút hết tất cả những cái lời sự chú ý. Nhưng mà anh uống cà phê lại chỉ thích chị Mia rồi. Phải, có vẻ là như vậy. Thế là đây là nó thêm một số cái lời thoại vào đây.
Nên là mình cứ tưởng là cái lời khai khác, nhưng mà trên là em đã sử dụng cái em xuất hiện hai người đứng ở trên cầu này. Turn around and try to... cái này là lời khai mới á. Đúng rồi, cái này là lời khai mới nhưng mà nó lại không báo á. Ok. Nên là đây là một cái lời khai hoàn toàn mới. Nên là mình tưởng là nó trích ra cái khác. Lúc đó em đã sử dụng Gamma chụp một bức tranh hoa dại này. Nên cái này là mới á. Cái này là vẫn là cái lời khai cũ á. Nhưng mà nó sẽ thêm một số cái lời khai mới và cái lời khai cũ này. Này, cái này mình nghe rồi này. Nên là mình không nhớ là cái lời khai này là của mới nhá. Em đã nhận thấy hai người đứng ở trên cầu này. Tự nhiên họ đánh nhau này. Nạn nhân quay... nên là này chỉ một số cái lời khai mới á. Đây này, đặc biệt là cái nạn nhân quay trở lại này. Và cố gắng chạy trốn nhưng mà... Nạn nhân? Tại sao mà cô ấy đã lại cố gắng chạy trốn? Với cái nghiệp vụ cảnh sát của mình à? Cô ấy chắc chắn là biết rõ rằng là đặc biệt là không thể nào mà quay lại và bỏ chạy để lưng mình lộ với một tên tội phạm nào chứ. Objection. Đây là một cái là cái người mà chúng ta đang nói đến là một con người to lớn và rất là mạnh và đặc biệt là có dao nữa. Nếu mà là một cái con người phụ nữ bình thường như cô à, tôi chắc chắn là cô sẽ hành động một cách khác. Quacky, tại sao mày? Cái Quacky này hình như là kiểu người phụ nữ kiểu như là thô bỉ nào. Để mình xem nào. Quacky này. Nên là thầy nó sử dụng như rất là nhiều cái từ ngữ ok, mình chả hiểu cái này là cái gì. Ok, keep. It had been me à? Nếu mà là tôi à? Có thể là tôi đã quá sợ tôi nhảy xuống sông. Vậy có một cái gì đó không ổn với cái lời khai này. Nên là chúng ta sẽ nhớ. Nên là cô ấy sẽ bỏ chạy và cô ấy chỉ chạy được 10 yard. Chắc tầm 3 mét trước khi là cô ấy bị đâm một phát vào lưng. Thế là cô nói là trung sĩ Hatro đã không thể chạy trốn được khỏi hắn á. Phải, đó là một cái cầu tương đối là bé. Và nó còn đung đưa nữa. Nếu mà chị hỏi em thì hai người họ đều có cái khả năng là bị rơi xuống á. Em và thời điểm đó em đã ước là em có thể làm một cái gì để giúp cô ấy. Nghe có vẻ tương đối hợp lý. I wonder about that. Something seems kind of... Tôi đã không hiểu được cái vấn đề này. Có một cái gì đó không ổn. Liệu nó có không? Em có được cái giác quan thứ 6 nhạy đấy. Khi mà em cảm thấy có một cái gì không ổn à, em cần phải được ra nó ngay. Nếu mà Terry Flawless không phải là kẻ giết người thì chắc chắn là phải có một cái vấn đề gì không ổn trong cái lời khai của cô gái này. Hãy cẩn thận mèo con à. Cái này là hết rồi. Cái này nó lại quay lại cái này. Nên là nó sẽ có thêm hai cái lời khai mới nữa. Đó là cái nạn nhân đã quay trở lại và chạy trốn ấy. Và cô ấy chạy được 10 giá thì cô ấy đã bị đâm vào sau lưng. Ok, thế là chúng ta sẽ phải đưa ra cái bằng chứng vào trong cái lời. Từ từ mình sẽ xem lại cái The Dirty Grid. Nên là chúng ta sẽ phải đưa ra cái vào trong cái lời khai này này. Objection. Nhân chớ. Cái lời khai của cô là một cái trò đùa. Hả? Là cái gì? Nhưng mà em chỉ cô phải. Tôi nghĩ là tôi đã báo cô là cô không được làm nhân chứng khóc được rồi mà. Cho nó khóc to lẹ. One shot is ten and too bad, cô chết đi.
một một cái lời khai ngắn nhưng mà lại có hai cái điểm mâu thuẫn, nên là sẽ không thể tha thứ được vấn đề này. À, cô nói là có hai cái điểm mâu thuẫn sao? Nó rất là đơn giản, hãy nhìn vào cái biểu đồ khu vực ấy đi. Dựa vào cái lời khai của cô ấy, hai bọn họ đang ở giữa cầu này. Nhưng mà nếu mà họ đã ở đấy thì và nếu mà họ đã ở đấy và nạn quay đầu đi và bỏ chạy. Nếu mà thế thì cô ấy sẽ phải đi đến cái chỗ đường cùng. Là cô nói là mà 10 giây chắc tầm 3 mét. Nhưng mà tôi nói là cô ấy đã còn không thể chạy được 5 giây. 5 giây là tầm 1 rưỡi là 2 mét. Bởi vì là cái cầu cầu Dusky này trên thực tế là nó đã bị sập phải một bên. Nó kia sập nửa cầu. Là điều này là sao? Nó rất đơn giản thưa thẩm phán. Cái cô bé xinh đẹp cái cô bé xinh đẹp mà nhỏ nhắn nhân chứng của chúng ta trên thực tế là một cái kẻ nói dối. Và đây là tất cả sự thật về cô ấy. Cái cô bé xinh đẹp này lại nói dối trước tòa sao? Xin hãy đợi một chút đã, thưa thẩm phán. Anh Edward. Thưa thẩm phán á, cho tôi xin lỗi á. Đợi chút. Cho tôi xin lỗi về cái vấn đề này. Ý cậu là sao? Cái vấn đề rất là lớn ở trong cái đồ thị này. Cậu đang nói cái gì vậy? Anh đang nói về cái gì? Yeah. Cứ quay hỏi đi hỏi lại. Có vẻ như là cái đồ thị này nó đã được làm ra sau khi cái vụ án xảy ra. Nhưng mà đây là một cái cầu rất là cũ. Chúng tôi không có được cái bản vẽ... Kể là bản vẽ ban đầu à? Thế là cậu đang nói rằng là ý tôi nói rằng là ngay cả khi cái cầu này hiện tại đang trong cái quá trình sửa chữa, nó hoàn toàn không có bằng chứng nào là chứng minh rằng là cái cầu này nó đã bị gãy trong cái thời điểm mà sự việc xảy ra. Có nghĩa là hiện tại nó đang sửa chữa. You can actually tell the condition. Có nghĩa là cái cầu này đang sửa chữa nhưng mà trong cái thời điểm đấy là có thể nhà nó vẫn đi được. Kiểu như là kiểu ý thằng này nó nói là nó không tệ như cái hình vẽ nào. Kiểu như là nó vẫn đi được. Nên là về cơ bản đây là một cái lập luận để nó kiểu như là nó hợp thức hóa cái bằng chứng này ấy. Nó đối lại cái lời biện hộ của bên biện hộ. À đâu, cái là cái lập luận của bên biện hộ. Nên là từ cái bức ảnh này là cô hoàn toàn không thể nói được là cái điều kiện của cái cầu này qua cái bức ảnh này. Tôi phải xin lỗi trước tòa là đã không rõ ràng khi mà tôi đưa ra cái bằng chứng. Thằng bé này giỏi đấy. Ý của anh là sao? Hắn đã lên kế hoạch này từ buổi ban đầu rồi. Hắn đã đúng là một cái thiên tài. Cái đồ thị là một cái là cái đồ thị của cái cầu là một trong những cái bảo hiểm của hắn á. Insurance policy. Cái gì? Tên là hèn nhát này. Thế là chị Faye à? Là cô Faye có vẻ như là một lần nữa cái sự buộc tội vô lý của cô. Em thực sự xin lỗi. Em đúng ra em phải cẩn thận hơn. Không không không. Đó không phải là lỗi của cô. Bây giờ thì liệu chúng ta có thể tiếp tục với các phiên tòa không? I like to establish one and four.
là tôi muốn xây dựng 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 cái gì là à đó tôi muốn thấy được và xây dựng những cái gì mà nhân chứng đã trên thực tế đã thấy. Ok, thế thì cô gái trẻ liệu cô có thể cho phép chúng tôi được nghe cái lời khai của cô không? Nhưng mà em đã so hard to go on à? Em thật sự khó để mà tiếp tục được. Em à, okay, là cô hãy bình tĩnh à? Bởi vì tất cả mọi người đều ở bên phía cô Foster. Sẽ không cần thiết thì phải 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 lo nghĩ cả. Hãy cứ kể cho tôi là những cái gì cô đã nói thấy đi. Yeah, yes sir.